Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 8 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Độc bộ thiên hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập số 8 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ trong nháy mắt diệp húc có cảm giác đứng giữa bầy sói bốn phía đều là sát khí xích lõa không chút che giấu dường như có thể sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào vậy tuy nhiên chu phương hai nhà quan hệ tinh tế cũng kiên kỵ lẫn nhau bởi vậy chậm chạp không hề động thủ tất cả đều do dự một đối phương ra tay xử lý trước miễn cho gia tộc mình không chịu lừa giận của diệp gia diệp húc khẽ mỉm cười lúc này hắn nhìn như vô cùng nguy hiểm ngược lại lại là an toàn nhất nếu lúc này mình rời khỏi những người này tuyệt đối không ngăn trở thì nhưng khẳng định sẽ âm thầm phái người đuổi giết bởi vậy ngược lại đứng ở chỗ này là cử động sáng suốt nhất qua thật lâu sau chu phương hai nhà vẫn không ai ra tay không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị đột nhiên xa xa chuyển tới một tiếng kêu cứu thanh âm chậm rãi quyến rũ động lòng người làm cho người ta nghe xong không còn sát khí trong lòng nữa tất cả không hiểu sao môi tự nhiên khô cong trong lòng trở nên lửa nóng một mảnh mọi người nhẹ nhàng thở ra tạm thời buông sắt ý với diệp húc lướt nhau trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc chu thế văn nghiêng đầu nghi hoặc nói nghe thanh âm này tất nhiên là tuyệt sắc nữ tử rồi không biết là cô nương nhà ai gặp nạn đây khẳng định không phải là người chu gia các ngươi rồi phương thần và quạt xếp mỉm cười lên tiếng chu bân liếc mắt nhìn diệp húc một cái áp chế sát khí trong lòng rồi quả quyết nói mặc kệ là nữ nhân nhà ai trong hắc học lĩnh này mà gặp nạn thì nguy trong sớm tối trước cứu người quan trọng hơn Diệp thất ra các hạ cũng đi theo xem như thế nào Mọi người xoay ngừa lên ngựa đi theo hướng thanh âm Diệp Húc không có vật cưỡi chỉ đành phải đi bộ Diệp Ly đỡ Diệp Bân đồng thời cưỡi một con ngựa Không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn Hiển nhiên chưa hết hy vọng Chỉ cần hắn tách khỏi nhân mã hai nhà Phương Chu Diệp Ly lập tức sẽ động thủ Nhưng tiếp tục đi theo hai nhà Phương Chu Cũng không phải là biện pháp tốt Diệp Húc trong lòng âm thầm lo lắng Cứu mang, cứu mang thanh âm câu hồn đoạt phách lại chuyển tới giờ phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong loạn thạch có một thiếu nữ áo vàng ngồi đấy dáng người yểu điệu động lòng người vô cùng thanh âm kêu cứu tha thiết chỉ nhìn tấm lưng đã khiến cho mọi người tim đập thình thịch chu thế văn cười ha hả nói bóng dáng đẹp nó không chừng khuôn mặt lại xấu hổ chất người thì sao hắn mặc dù nói thế thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin thiếu nữ có được vóc dáng tuyệt vời động lòng người như vậy sao lại có gương mặt đáng ghê tởm cho được những người khác tự nhiên lại càng không tin. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên sao động bất an, chấn động không ngừng, Diệp Húc trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía thiếu nữ áo vàng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bạch Ngọc Lâu từ trước tới giờ chỉ sao động dưới hai tình huống, thứ nhất là gặp phải bảo bối, nó muốn thôn phệ, thứ hai là lúc Diệp Húc gặp phải nguy hiểm, hơn nữa là loại nguy hiểm có uy hiếp chí mạng. Hắn lặng yên lùi về phía sau, tạo thành khoảng cách với mọi người. Nơi này là Hắc Hộc Lĩnh, đột nhiên toát ra một thiếu nữ tuổi thanh xuân cầu cứu khiến cho hắn không khỏi hoài nghi la lịch của thiếu nữ này chu bân ho khan một tiếng phóng ngựa tiến lên trầm giọng mà nói vị cô nương này là đệ tử nhà ai vậy vì sao phải kêu cứu đây thiếu nữ áo vàng vẫn đưa lưng về phía mọi người ai thanh mà nói ta là nữ nhân của bác lĩnh hồ gia không lâu trước nhà ta bị một đám cường đạo xông tới giết hại nữ nhân hồ gia ta một mình chạy trốn nhớ tới cảnh tượng bi thương của gia đình không khỏi bật lên tiếng khóc thôi Chu Bân nghi hoặc nói Ta chưa từng nghe nói Liễu Châu có hồ ra bao giờ Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau Phương Chấn kinh ngạc lên tiếng Bắc lĩnh sao Là chỗ nào của Liễu Châu vậy Ta cũng chưa từng nghe nói qua Diệp Ly thiên tính háo sắc Đã sớm bị vóc dáng mê người của thiếu nữ áo vàng Làm cho thần hồn điên đảo Hắn nhận định thiếu nữ này là đệ tử của một gia tộc vu hoang khác Ngoài Liễu Châu Hắn cười ha hả nói Cô nương chớ sợ Nói cho lão phu biết Bắc lĩnh là nơi nào Lão Phu đưa cô về nhà Thiếu nữ áo vàng vẫn chưa từng xoay người Cười ha hà nói Bắc lĩnh là dãy núi dưới chân các ngươi này Đây chính là Bắc lĩnh Đám người chú bân sắc mặt kẽ biến Nhìn lại khắp nơi Chỉ thấy nơi này vẫn thuộc về phạm vi của hắc học lĩnh Phóng tầm mắt nhìn một mảnh hoang vắng Khắp nơi là yêu thú Gia tộc của thiếu nữ này không ngờ sinh hoạt tại nơi đây Làm cho bọn họ cảm thấy lông tóc dựng ngược Lưng dâng lên cảm giác mát lạnh Sinh sống ở nơi này hơn nữa họ hồ chẳng lẽ Diệp Phúc sắc mặt kẽ biến Lưu lại phía sau mấy bước Chu Thế Văn cùng phương thần Cũng cảm giác không ổn Âm thầm lưu lại phía sau Ba người bọn họ đều là kỳ tài thiên tư tung hoành Não càng thêm linh hoạt hơn người bình thường à, Cô nương hay nói giỡn Nơi này là hắc học lĩnh Làm gì phải bắt lĩnh đâu Hơn nữa nơi này yêu thú rất nhiều Cô nương làm sao có thể ở đây được Diệp Ly miễn cứng cười nói Còn chưa dứt lời Thiếu nữ áo vàng chậm rãi quay đầu lại lộ ra dung nhan mọi người chờ đợi đã lâu chỉ thấy khuôn mặt của nàng dài phủ đầy lông mao màu vàng hai tai thú bóng dáng rõ ràng là tuyệt sắc danh nhân thế nhưng gương mặt lại là của một con hồ ly đôi mắt hẹp dài nháy động làm cho người ta có cảm giác quyến rũ hồ ly lông vàng kia mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén như tuyết dường như đang cười trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách nói vị lão tiên sinh này ta đích thực sống ở nơi đây, đây lão tiên sinh không tin sao mọi người cảm thấy mau cốt tung thiển trong đầu trống rỗng thậm chí ngay cả ngựa dưới chân của họ cũng bị dọa cho mềm nhũn cả ra không dám động đậy chu thế văn trừng mắt lẩm bẩm hoàng hồ yêu sao có khả năng được yêu quái cấp tính quái chẳng phải đều đã bị vu sĩ tam đại thế gia đuổi đi rồi hay sao diệp phúc vội vàng bay nhanh về phía sau hoàng hồ yêu này hiển nhiên đã nhảy ra khỏi phạm chủ của thú tiến hóa thành yêu so với mỹ nhân xà tiến hóa của nàng còn chưa hoàn mỹ không có lột xác toàn thân chưa biến hóa, gần như chỉ là xương cổ, có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, hoàng hồ yêu này mọi người cũng không có khả năng đối phó. Năm đại tiên thiên cường giả cũng không thể đánh được, trừ phi vũ sĩ ra tay. Mọi người chạy mau! Chu Bân tức giận hô to, ghim đầu ngựa đang muốn chạy trốn. Đột nhiên một ánh đao trắng như tuyết xuất hiện, chỉ thấy tọa kỵ dưới chân của hắn bị chia làm hai. Chu Bân rơi xuống, đứng ở đấy không chút nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, từ mi tâm tới hạ khố, hiện ra một đường huyết tuyến nhỏ hẹp, cả người cũng từ từ tách ra làm hai. Hắn cũng là tiên thiên cường giả, lâu đời trong đám gia nô Chu gia, thật không ngờ ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, cả người lẫn ngựa bị bổ ra làm hai nửa. Hồ Tam Nương, những người này giết chết con cháu chúng ta, tội đáng chết vạn lần, trực tiếp giết bọn chúng đi, ngươi còn rông dài cái gì? Trong rừng đột nhiên truyền tới thanh âm hùng tráng, một bóng đen chậm rãi đi ra ánh đao bay tới dừng ở trên đầu của người này nó là một thanh đại đao dài hơn trượng sáng trắng như tuyết bóng đen mặc khắc bào vừa ốm vừa cao xa xa nhìn thấy cao lớn hơn người bình thường rất nhiều mà tay chân của hắn đều che kín bằng lông sói móng tay dài ba bốn tấc cực kỳ sắc bén ánh mắt của hắn lõm xuống chớp động ra lam quang sâu kín miệng nhỏ lại dài một khuôn mặt cũng dài thượt rõ ràng là một đầu hắc lang yêu một cỗ yêu nguyên từ trên đỉnh đầu hắn lao ra nâng theo đại đao lăng không bay múa như quang như điện hồ yêu kia quyến rũ lườm hắn một cái đúng điệu rồi cười nói hắc tứ lang ta còn không có chơi đủ người đi ra đi quấy rầy cái gì những ngày này vô duyên vô cớ giết con cháu bọn ta ta làm sao bỏ qua được cho bọn hắn đây mọi người trong lòng tuyệt vọng vạn phần tinh quái thực lực cực kỳ khủng bố cùng cấp với vu sĩ nếu như chỉ có một con hoàng hồ yêu bọn họ mặc dù không địch lại thế nhưng cũng có thể chạy trốn nhưng lúc này đây lại thêm một chích hắc lăng yêu nữa Bọn họ sắp sửa đối diện với cục diện hữu tử vô sinh Thiếu ra đi mau Chu phàm và Phương Trấn nhất thời hướng tới Hoàng Hồ Yêu Cùng hắc lăng yêu đánh tới Hai lão nô này trong nhé mắt đã quyết định hy sinh Tính toán liều mạng ngăn trở hai tinh quái Để cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần chạy chối chết Chu Thế Văn và Phương Thần hai người trần trừ một chút Lập tức dục ngựa xoay người trốn chạy Diệp Ly cũng không nói một lời Thả ngựa hốt hoảng chạy đi Diệp Bân bị hắn ném chân lưng ngựa, kinh hãi muốn chết, vội vàng hô to: "Diệp Ly, cứu ta, cứu ta!" Diệp Ly mắt điếc tai ngơ, giống như một cánh chim to bay lên, chạy như điên vậy. Lão mộc này nhìn như trung thành và tận tâm, thế nhưng căn bản lại không có trung tâm như trong tưởng tượng. Đối với hắn, căn bản hờ hững, không ngờ một mình lại chạy trốn chết. Diệp Húc khởi bước sớm nhất, vài cái hô hấp liền chạy đi hơn một dặm. Chu Thế Văn phương thần cùng với Diệp Ly khởi bước chậm hơn một chút, thế nhưng tu vi thâm hậu tốc độ so với hắn còn nhanh hơn rất nhanh đã đuổi theo sau hắn phân công nhau cháy nếu không tất cả mọi người đều trốn không thoát đâu diệp húc trầm giọng nói chu thế văn vội vàng lắc đầu cười ha hả người cứ hay nói giỡn phân công nhau mà chạy ư ai biết tinh quái kia sẽ truy đuổi ai đây phương thần tỏ vẻ đồng ý nói hải tinh quái truy ai khẳng định sẽ chết diệp thế huynh chúng ta bốn người cùng chạy trốn có người lót đáy cho chúng ta Chúng ta có nhiều hơn một chút cơ hội đào mệnh rồi Diệp Húc nghe vậy chán nản Còn chưa kịp nói chuyện Phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng kêu thảm thiết của Chu Phạm Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Trấn chuyển tới Hai đại võ đạo tiên thiên cao thủ Thật không ngờ chỉ vài cái hô hấp liền mất mạng Lại qua một cái hô hấp Diệp Bân kêu lên thảm thiết Ngay cả đệ tử Tông Thất đối nghịch với Diệp Húc Rốt cuộc cũng chết thảm trong tay hai tinh quái Chỉ trong một chén trà nhỏ liền có ba tiên thiên ca thủ và một cường giả tu luyện thiên minh tới bắt trọng lần lượt chết đi diệp phúc trong lòng băng hàn đổi lại là hắn chỉ sợ cũng là kết cục như vậy nếu không phải hắn nhanh chóng chạy trước chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm vang lên bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con hắc lang lớn như một con trâu bò và hoàng hồ ly đang chạy như điên trong rừng đang truy thẳng tới đây hai tên quái tốc độ cực nhanh giống như vụ quang lực ảnh đại đao dài hơn trượng lơ lửng trên đỉnh đầu hắc lang yêu ánh đao chợt lóe lên, chợt đem một cây đại thụ che trời bổ ra làm hai, hung thế bức nhân. Hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát được. Hắc Lang miệng phun tiếng người, tốc độ nhanh hơn vài phần. Diệp Ly thì sắc mặt âm trầm, đột nhiên nhanh bước tới trước, thoát về phía trước mấy trượng, xoay người cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, hắn đánh ra hai trưởng, trưởng phong như sóng lớn, đánh lên bờ đê vậy, linh hoạt sắc bén cực kỳ, bức làm cho ba người Diệp Húc bị kiềm hãm, đều xuất trưởng mà ngăn trở ba vị thiếu gia các người vẫn thay lão nô chắn đường là hay nhất kìa diệp ly cười ha ha chạy như điên thiếu báo lão cẩu nhà ngươi thật sự là đáng chết mà chu thế văn giận tím mặt hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nếu có thể chạy được ngày hôm nay ta sẽ cho lão cẩu này quy thiên phương thần cũng giận dữ lên tiếng diệp phúc thản như nói lão cẩu này của ta các ngươi đừng mơ tưởng mà theo ta đoạt hai tinh quái càng ngày càng tới gần, yêu khí tràn ngập, xẹt một tiếng, đại đao bay lên, ong ong rung động, muốn một chém, chém xuống, dập nát cả ba người. chẳng lẽ lão tử phải trôn thây trong này hay sao? Chu Thế Văn buồn bã thở dài, lập tức cười nói: tuy nhiên có thiếu bảo cùng tông công tử bột, hai người các ngươi theo ta cùng xuống hoàng tuyền cũng không tính là tịch mịch rồi. Phương Thần cười lạnh: ta là gia chủ tương lai của Phương gia, còn lâu mới chết ở chỗ này được. Diệp Phúc trong lòng âm thầm lo lắng, đột nhiên có tiếng ngựa hí chuyển tới, một con ngựa vừa gầy vừa tạp mau từ trong rừng chạy ra. Diệp Húc mừng rỡ, xoay người nhảy lên trên lưng ngựa, mỗi người một tay nhấc Chu Thi Văn cùng Phương Thần lên cao, can xảy dao, bốn vó tung bay, bão táp mà đi, khoảng cách lập tức rút ra vài dặm, vứt bỏ hai tên quái ở xa xa. Nếu hai tên quái kia có thể truy được can xảy dao thì ném Chu Thế Văn cùng Phương Thần bỏ lại, hai người bọn họ đều là tiên thiên cao thủ, cũng có thể tranh thủ cho ta chút thời gian chạy trốn chết được. Diệp Húc sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm tính toán. Hai tên quái giận tím mặt, ra sức điên cuồng đuổi theo, nào biết được con ngựa kia cõng theo ba người mà tốc độ còn nhanh hơn chúng vài phần. Khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng đành phải dừng chân tức giận, thầm mắng không ngừng. Hắc Lăng kia cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói: "Hồ Tam Nương, không cần đuổi theo, chúng ta lập tức quay trở lại, đại khai sắp giới, giết hại tất cả đệ tử thế gia không để một ai." Thiếu bảo quả nhân, nghĩa bạc vân thiên mà. Chu Thế Văn bị Diệp Húc nắm lấy cổ áo, kình phong đập vào mặt nhưng vẫn như trước khen không dứt miệng. Đột nhiên nhìn thấy Phương Thần cũng được Diệp Húc cầm ở tay bên kia, trong mắt vừa chuyển, nhe răng cười độc ác. Thiếu Bảo, nếu ngươi đem công tử bột kia bỏ lại, ta gả cho ngươi hai người muội muội kia. Phương Thần tức giận hừ một tiếng, cao giọng nói: Diệp Thế Huynh, ngươi bỏ tên Chu Dâu Dậm lại, Phương gia ta sẽ liên kết với Diệp gia, diệt trừ Chu gia. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Diệp Phúc mỉm cười, Hai vị Thế Huynh không cần cãi nhau Tiểu đệ luôn luôn có thiện tâm Làm sao để hai vị ở lại được chứ Chu Thế Văn cùng Phương Thần lướt nhau cười lạnh nói Thiếu bảo nếu người có thiện tâm Chỉ sợ chúng ta lưng thiện chín kiếp mất rồi Người sở dĩ cứu chúng ta còn không phải lo lắng Hai yêu quái kia đuổi theo hay sao Nếu là yêu quái đuổi theo Liền ném chúng ta văng ra Có chúng ta là mùi dụ Người cứ ngựa chạy chối chết mới được Diệp Húc lúng túng cười gượng Bọn họ lúc trước cùng chạy chối chết với Diệp Húc là muốn để cho Diệp Phúc lót đáy cho bọn họ có cơ hội chạy thoát mà Diệp Phúc mang theo bọn họ cùng nhau chạy trốn chết cũng có mục đích như vậy không phải là một lòng cứu bọn họ nếu có thể trốn thoát chẳng khác nào bán cho bọn họ cái ân tình nếu không thể trốn thoát Diệp Phúc khẳng định sẽ không chút do dự mà ném họ lại tạo cơ hội chạy thoát cho mình ba người bọn họ đều là người lòng lang dạ sói đúng là có hiểu biết nhau rất sâu sau một lúc can xảy ra rút cục cũng chạy ra khỏi hắc khộc lĩnh để cho hai con tinh quái không còn thấy tâm hơi Diệp Phúc bỏ hai người xuống, xoay người xuống ngựa. Bà bối nhi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, khi nào về ta đưa cho ngươi hơn 10 đầu tiểu nghiêu, cho ngươi ăn đủ. Chu Thế Văn ôm lấy can sải dao, lời ngon tiếng ngọt nói, làm như không nhìn thấy Diệp Phúc vậy. Phương thần khôi phục lại cao ngạo, thản như nói. Diệp Thế Huynh tuy rằng có tâm tư lợi dụng chúng ta, thế nhưng dù sao cũng có ân cứu mạng với ta, sau này tất nhiên sẽ cứu ngươi một mạng, trả lại cho ngươi. Diệp Phúc lơ đánh, thản nhiên mà nói, lần lễ săn thú này chỉ sợ phải kết thúc trước thời gian hai tinh quái hiện ra ở hắc Học lĩnh làm cho đệ tử tam đại thế gia hơn phân nửa từ thương nghiêm trọng gia tộc rất nhanh sẽ biết được tin tức phái vũ sĩ tới trừ yêu thôi chu thế văn tinh thần rung lên hắn cười nói thiếu bảo tuy rằng ngươi cứu chúng ta một mạng nhưng đánh cuộc của chúng ta ngươi thua rồi lần này ở hắc Học lĩnh ta có thể đột phá hậu thế bá thổ thần công cửu trọng tiến vào tiên thiên đúng là bởi vì ta săn được một chiếc yêu thú thập giai kìa đó là kim cương bạo viên Phương thần ngạo nghĩa cười nói Còn ta Ta gặp được một con thập gia yêu hộ Mượn áp lực của yêu hố Vừa mới bước vào thiên tiên Đem nó đánh nát dưới trưởng Hai người bọn họ Nguyên chỉ khách tiên thiên võ đạo một bước mà thôi Lần hành trình tới hắc học lĩnh này Muốn mượn áp lực của yêu thú mà đột phá Rốt cuộc khiến cho hai người đột phá Trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo Diệp Phúc thở dài hey, Tiểu đệ không có tư chất tốt và vận khí như của hai huynh ta chỉ gặp được một con xích luyện xà yêu đang hóa hình xà yêu kia chết trước mặt ta thế nhưng tu vi của tiểu đệ cũng không gia tăng nửa điểm sao xà yêu ư phương thần cười lạnh về mặt không tin chu thế văn cũng cười lạnh nói sao xà yêu ư phương thần cười lạnh về mặt không tin chu thế văn cũng cười lạnh một tiếng nói thiếu bảo ta nguyên tưởng rằng ngươi cũng không chém gió chứ thật không ngờ ngươi và tên công tử bột này giống nhau như vậy cũng là người chém gió thành bão dịch luyện xà yêu đó là cung cấp với vũ sĩ Xả yêu hóa hình lại càng thêm lợi hại người có thể đứng yên ổn sau khi đối mặt với nó cũng là không tệ rồi giết chết một con xà yêu sao người không lo chém mạnh quá mà cảm cúm hay sao dịch luyện xà yêu hóa hình kỳ còn muốn hung hãn hơn hai con tinh quái chui giết bọn họ mấy lần bởi vậy mà hai người nghe thấy diệp húc bảo giết chết một con xà yêu trong lòng tất nhiên là không tin Diệp Phúc cũng chẳng thừa lời trực tiếp mở túi lấy thi thể Mỹ Nhân Xà ra trước mặt hai người. Thi thể Mỹ Nhân Xà vừa mới xuất hiện, một cỗ yêu khí hung hãn tới cực điểm tràn ngập, làm cho người ta tim đập chân run. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ tuy rằng trong lòng không tin, nhưng thực sự không thể nói được gì. Diệp Phúc xuất ra thi thể Mỹ Nhân Xà, làm cho tin tưởng trong lòng của họ nháy mắt bị đánh tan. Hung hăng dẫm nát dưới bàn chân vậy, vụ đánh cực này bọn họ thua, thua không còn cơ hội trở mình. Chẳng lẽ mỹ nhân xa này đi tới trước mặt của hắn rồi chết hay sao? Ta làm sao không có vận khí tốt như vậy chứ? Chu Thi Văn và Phương Thần liếc nhau, trong mắt bọn họ, Diệp Húc dường như trở nên sâu không thể lường được. Thiếu Bảo tiếp ta một chưởng. Dầm. Diệp Húc đứng thẳng bất động, hai tay tách ra, tiếp đường trường ấn của hai người đánh úp lại. Hắn chỉ cảm thấy hai đạo trường lực nặng như núi, một thì hừng hực hỏa diễm, hai cỗ tiên thiên cương khí kích thích làm cho tóc hắn dựng thẳng lên, thẳng như sợi sắt vậy. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đá mây tím trên mặt lập tức tóe lóe lên, thân thể tiên thiên bùng phát. Chu Thế Văn cùng Phương Thần lảo đảo lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Húc không ngờ tiếp được một trưởng toàn lực của hai người bọn họ, thậm chí còn bức lui cả hai người. Loại thực lực này làm cho người ta phải hoảng sợ, nhưng còn chưa có đạt tới trình độ giết chết tinh quái. Chẳng lẽ bên người hắn thật sự có một vũ sĩ âm thầm bảo hộ sao? Xem ra Diệp gia đối với hắn cực kỳ coi trọng hai người trong lòng thầm nghĩ chu thế văn hét dài một tiếng thế như tuấn mã âm ầm, ầm hướng tới liễu châu mà chạy đi tiếng cười từ xa xa truyền tới thân thể tiên thiên Hừ, khó trách người có thể giết chết phương hòa diệp thiếu báo lão tử trở thành vu sĩ sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi đem ngươi dẫm nát ở dưới chân phương thần liếc mắt nhìn diệp húc một cái thật sâu xoay người rời đi hắn mỉm cười nói diệp thiếu huynh có tu vi võ đạo quả thực đáng làm cho người ta phải khâm phục mà tuy nhiên thân thể tiên thiên dũng mãnh nhưng mà so với vũ sĩ cũng không phải là cái gì cả Hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành vũ sĩ Ngươi và ta thống khoái đại chiến một hồi Sao? Vũ sĩ sao? Diệp Phúc xoay người lên ngựa Nhìn hai người rời khỏi Trong mắt lóe lên tinh quang Trận đánh cực này đích xác hắn đã thắng Làm cho lòng tin của hắn giống như một thanh kiếm sắc lộ ra khỏi bao Cạnh sắc lộ ra không có gì mà không thể phá nổi Nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần cũng không phải người bình thường vì đã kích lòng tin của hắn Cho nên trước khi rời đi mới nói những lời đấy Tuy rằng Tu tới tiên thiên thân thể Có chút không sợ cao thủ tiên thiên Nhưng hiện giờ áp lực của hắn ngược lại còn lớn hơn nữa Chu Thế Văn và Phương Thần Hai người đều đột phá tiên thiên Lần quay lại gia tộc này khẳng định Có thể thăng tiến thành vua sĩ Mà hắn lại còn một khoảng cách tới tu vi tiên thiên Một khoảng thời gian khá xa xôi Tới lúc đấy hắn cùng Chu Thế Văn và Phương Thần chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn hơn Lần lễ săn bắn này qua đi ta à, muốn dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá lên tiên thiên tuy nhiên trước đó còn có một số việc phải làm đó là xử lý cái lão cẩu diệp ly này diệp phúc trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ diệp ly đã mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết lòng nhẫn nại của hắn với lão cẩu này đã tới cực hạn tuy nhiên muốn xử lý diệp ly chỉ dựa vào thân thể tiên thiên là còn xa mới đủ tu vi của hắn còn thấp nhất phải đạt tới thương minh luyện thể quyết cửu trọng mới có tiền vốn chống lại diệp diệp ly Diệp Phúc suy nghĩ một chút, tay áo phất lên cuồn cuộn, thu lại thi thể mỹ nhân xà, thúc dục can xảy dao chạy vào trong ô đầu lĩnh. Hắn tính toán muốn nhân cơ hội này trước tiên rèn luyện võ đạo ở ô đầu lĩnh, khiến cho tu vi của mình tăng lên một tầng. Đột phá, thương minh luyện thể quyết kiểu trọng. Ô đầu lĩnh chính là nơi huyết bức lão quái cùng các thủ chính đạo giao chiến. Dùng viêm dương liệt diễm kỳ đốt ngọn núi này cháy dụ một mảnh. Huyết bức lão quái đã chết, nhưng hung uy vẫn còn, thậm chí ngay cả yêu thú, tinh quái cũng không dám đặt chân tới đấy. Nơi này hắn tu luyện là tốt nhất. Lần lịch lãm này, Hắc Cộc lĩnh xuất hiện hai tinh quái, Liễu Châu Thành Tam Đại Vu Hoang Thế Gia, tất nhiên sẽ phái người tới trừ yêu. Lang yêu và hồ yêu, ốc còn không lo nổi mình ốc, bởi vậy Diệp Phúc sẽ không lo chúng giết tới Ô Đầu lĩnh. Hơn nữa còn có can xảy ra ở đây, dù có tinh quái đột nhiên xuất hiện, hắn cũng có thể thông dong mà trốn thoát được. Lúc hắn dốc lòng tu luyện, Liễu Châu gần như đồng thời phát hiện tin tức hay yêu thú cấp tinh quái xuất hiện ở Hắc Cực Lĩnh. Tam đại vua hoàng thế gia lập tức bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng. Một đám vũ sĩ được phái tới Hắc Cực Lĩnh săn bắt tinh quái cứu viện cho đám đệ tử tông thất. Nhưng là tam đại thế gia phản ứng với tốc độ cực nhanh vẫn tổn thất một phần tư đệ tử tôn thất. Đám đệ tử tông thất này là lực lượng trung kiên của gia tộc trong tương lai. Lần lễ săn thú này, tam đại thế gia có thể nói là tổn thương thảm trọng và nghiêm trọng hai thiên kiêu chi tử của chu phương hai nhà thì lần lượt từ hắc cục lĩnh trở về hai người thuận lợi đột phá trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo và thông quan chắc thí vu sĩ đạt được tiên thiên ngọc đạo lâu ban thưởng hai người trở thành vu sĩ làm cho chu phương hai nhà tăng thêm chút không khí vui mừng chỉ có diệp phủ một mảnh tĩnh mịch lần lễ săn thú này đệ tử diệp gia tổn thương còn nhiều hơn hai vua hoang thế gia khác thậm chí ngay cả diệp phủ tam kiệt diệp bân cũng bị hai tinh quái ăn tươi nuốt sống về phần tin tức của Diệp Phúc rất ít người hỏi thăm vị thiên kiêu chi tử một thời của Diệp phủ chỉ có một số ít nhân tài mới nhớ thương trong lòng đã chết Diệp Phúc tiểu tử kia rút cuộc đã chết trong nội phủ Diệp gia Diệp Phong nằm trên giường bệnh hưng phấn vạn phần nói với Diệp Ly hắn bị can sẻ dao đá cho một cước chặt đứt sáu bảy cái rẻ dưng sườn tới nay thương thế vẫn chưa lành tuy rằng cả người bị trọng thương nhưng hắn vẫn kích động vạn phần lần lễ săn thú này hắn đã thành công sống sót Chạy qua lần này đều không khiến cho hắn kích động Lần này Diệp Phủ tìm kiếm bốn phía Nếu không có thể tìm được Diệp Húc Thậm chí ngay cả nhị ca Diệp Bân Cũng chết ở trên tay lang yêu và hồ yêu Đây là tin vui khiến cho hắn hưng phấn vạn phần Người khác không biết Diệp Húc cùng mạnh Hắn lại rõ ràng Lúc này đây kinh địch đã chết Nhị ca Diệp Bân cũng chết trong tay tinh quái Hai cường địch toàn bộ chết đi Trong đám người trẻ tuổi của Diệp Phủ Không còn có người có thể phân ra có thấp được với hắn đợi cho phủ chủ diệp tư đạo sau này thoái vị chức vị phủ chủ này có thể là ở trên tay hắn rồi diệp ly mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng lên tiếng ờ, thiếu ra lần lễ săn bắn này diệp phủ của ta tổn thất bảy đệ tử thậm chí ngay cả nhị gia cũng chết trong tay tinh quái nội phủ khẳng định là sẽ trách phạt lão nô diệp phong hưng phấn sắc mặt tàu bừng không ngừng ho khan ngạo nghĩa cười nói Người không cần phải lo lắng chỉ là chết vài đệ tử thông thất mà thôi có cha ta ở đây rồi nội phủ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi đâu cha ta là nội phủ tổng quán quyền lực rất lớn chỉ dưới phủ chú cha của diệp bân chỉ là trường chú của một cái mỏ nhỏ nhỏ cha ta nói lên tiếng hắn ngay cả một cái dám cũng không dám thả ra đâu diệp phong hưng phấn sắc mặt vào mừng không ngừng ho khan ngạo nghễ cười nói người không cần phải lo lắng chỉ là chết vài đệ tử tông thất mà thôi có cha ta ở đây nội phủ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi đâu cha ta là một nội phủ tổng quán quyền lực rất lớn chỉ dưới phủ chú cha của diệp bân chỉ là một trường chủ cái mò nho nhỏ cha ta nếu như lên tiếng hắn ngay cả một cái dám cũng không dám thả ra đâu diệp ly nhẹ nhàng thở ra có tổng quản nội phủ diệp tư đạo che chở người trong diệp phủ dám động tới hắn cũng không được lễ săn thú lần này diệp tư mẫn đã hung hăng quả mắng cùng trách cứ hắn bảo hộ không tốt đoạt đi chức tổng quản ngoại môn của hắn cho hắn đi theo bên người diệp phong xử phạt này cực nhỏ thậm chí không tính là xử phạt quả thực có thể nói là biến thành đề bạt dù sao trong đám đệ tử nhân tài kiệt xuất của diệp gia diệp húc đã phế diệp bân đã chết diệp tần là không rõ tung tích chỉ còn lại diệp phong nếu như diệp phong có thể trở thành phủ chủ thời gian tới địa vị của diệp ly sẽ được nâng cao vô hạn đáng tiếc không thể lấy được viêm dương liệt diễm kỳ toái phiến cái vua bảo không chọn vẹn này chỉ sợ đã rơi vào trong tay của hai tinh quái rồi diệp ly trong lòng thầm nghĩ đột nhiên nghĩ tới nha hoàn của diệp húc trong lòng một mảnh lửa nóng hắn đã sớm thèm nhỏ dãi với tô kiều kiều lúc này diệp phúc đã chết đi hơn nữa nội phủ đối với hắn âm thầm tăng chức khiến cho sắc tâm của hắn đã tắt lại âm ầm thiêu đốt lúc này tìm một cái lý do để rời khỏi nơi ở của diệp phong tô kiều kiều tiểu nữ tử kia năm lần bảy lượt không cho ta mặt mũi hiện giờ diệp phúc đã chết rồi ta sẽ mai có thể che chở được cho ngươi đấy mà lúc này bên trong hắc học lĩnh ba vũ sĩ diệp gia đứng trên ngọn cây ngưng mắt quét nhìn bốn phía sau một lúc lâu một vũ sĩ trong đó nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh cầm đầu trong giọng nói có chút không kiên nhẫn mã trưởng chú chúng ta đã tìm kiếm 9 ngày rồi vẫn không tìm thấy được thất gia đâu cả chẳng lẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa sao mã tam bảo mặt không chút thay đổi chậm rãi gật đầu một danh vũ sĩ khác cũng nhíu mày không hài lòng mà nói mã trưởng chú tổng quan ngoại phù diệp ly đã nói thất gia đánh lén lục gia giết cửu gia rồi làm hại nhị gia chết ở trong tay tinh quái tội ác tẩy trời Chúng ta mặc dù tìm được hắn Thật ra cũng sẽ bị nội phủ vấn tội Chỉ còn đường chết mà thôi Chúng ta còn phải tìm xuống làm gì nữa đây Chuyện tới bây giờ đã qua được 9 ngày rồi Thậm chí ngay cả vu sĩ của Phương Chu hai nhà Cũng đã hoàn toàn bung bó Hồi phủ rồi Theo ta thấy thật ra chỉ sợ giữ nhiều lành ít Cơ hội sống sót là cực kỳ bé nhỏ Chu Thế Văn cùng với Phương Trấn không chết Thất ra làm sao mà chết được đây Mã Tâm Bảo gương mặt lạnh lùng Thẳng như nói Hai vị chưa muốn đi thì cứ trở về đi mà mỗi sẽ tiếp tục tìm kiếm nữa vậy Hai vũ sĩ kia bất đắc dĩ Lên tiếng đi theo Mã Tam Bảo có tiếng là bứng bình vô cùng Hắn mà đã quyết định việc gì Thì người khác không thể khiến cho hắn thay đổi được Hai người lướt nhau kể khổ nói Nội phủ lần này giao nhiệm vụ tìm người cho chúng ta Nhưng mà chủ yếu là do người phụ trách kìa Người không về Chúng ta làm sao mà dám trở về đây Mã Tam Bảo hư lại một tiếng Nhìn về phía dãy núi Bách Man Sơn Dạm dạp trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thật ra tiến vào trong ư sầu giàn sao ngay cả phủ chú là vũ đạo cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào ưng sầu giàn nếu như thật ra vào nơi đấy chỉ sợ có chút không ổn rồi đột nhiên một tiếng ngựa hí vang vọng truyền tới một con ngựa gầy như da bọc xương hiện ra trước mắt bọn họ con ngựa hung ác này giống như sói đói giờ vó ngựa đã chết một con yêu thú hình hoãng cái miệng của nó cắn vào ít hầu con hoãng yêu thú kia nhất thời bị nó quăng lên lưng chậm rãi chạy tới trước Ba người nhìn thấy hết thảy chuyện này và trong mắt một vu sĩ diệp gia thất thanh cười nói Còn ngựa gầy quá thế nhưng khí lực lại không nhỏ Còn ngựa đói này gầy như quê cúi hẳn là một con ngựa hoang rồi Hai vế không cần lục soát chúng ta tức khắc hồi phú Mã tam bảo trong lòng vừa động khóe miệng lộ ra nụ cười Hai vu sĩ trong lòng kinh ngạc vạn phần không biết vì sao hắn lại thay đổi chú ý nhanh đến như vậy Mã Tam Bảo ngừng đầu nhìn theo phương hướng can xảy dao rời đi chỉ thấy một mảnh núi đen thui hắn tầm nghĩ thật ra ngươi làm gì ở âu đầu lĩnh vậy chu thế văn và phương chấn hai người chỉ sợ đã trở thành vũ sĩ rồi diệp gia trẻ tuổi chỉ còn có ngươi mới có tư cách so sánh với hai người kia thôi không biết tu vị hiện giờ của ngươi tới một bước cuối cùng hay chưa trên đỉnh núi ô đầu lĩnh diệp phúc đứng đấy chân dạng hình chữ bát thúc giục thương minh luyện tuyệt quyết chân khí trong đan điền lập tức giống như bị gió thổi mây bay bay nhanh tuần hoàn qua các kinh mạch tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, giống như một cái máy vô cùng tinh vi, cuồn cuộn cuồn cuộn, không ngừng chế tạo ra thương minh chân khí mới. Thân thể tiên thiên tạo cho hắn rất nhiều lợi ích, chẳng những tốc độ tu hành nhanh hơn trước đây, hơn nữa chất lượng của thương minh chân khí cũng hơn xa trước. Tiếp vận với tiên thiên cương khí, kinh mạch của hắn cũng trở nên dẻo dai kiên cường vô cùng, có thể chịu đựng được tiên thiên chân khí tấn công vào. Cho dù là cương khí của Diệp Ly xâm nhập vào cũng không làm cho kinh mạch của hắn bị tổn thương. Hơn nữa, kinh mạch của hắn đã trở nên tương đối rộng lớn kinh mạch là vật dẫn của chân khí là cân cơ của thực lực kinh mạch rộng lớn ý nghĩa thực lực bộc phát của hắn vượt xa với cao thủ cùng cảnh giới điểm này đã được chứng minh khi hắn giao thủ với diệp bân lần trước diệp bân cũng tu luyện thương minh luyện thể quyết tới bắt trọng hai người đồng thời sử dụng phân kim liệt thầu thủ nhưng mà diệp bân lại bị hắn phân thân thắt cốt một chiêu chế phục không có đường phản kháng tay trưởng của hắn dần dần biến thành màu như đồng thau một trưởng đánh về phía trước, kình phong giết gào, leng keng, leng keng, khớp xương của hắn dường như cũng được đúc bằng đồng thau vậy, phát ra những tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. kim cương phục ma công của hắn được thúc giục tới mức tận cùng, cho dù là diệp ly sử dụng môn tuyệt học này cũng không thể khá hơn được so với hắn. cùng lúc đấy, hắn đẩy mạnh tốc độ vận chuyển của thương minh luyện thể quyết. trong đan điền, một đóa mây tím do thương minh chân khí tạo ra không ngừng hình thành. tu vi của hắn đã tiến mạnh hướng tới trình tự cao nhất mà sung phong bay nhanh tới bắt trọng đỉnh cao đại đa số mọi người tu luyện chân khí đều ngồi tính tọa minh tư đây là bởi vì muốn tu luyện chân khí cần phải vứt bỏ hết thể tập niệm bảo vệ tâm thần nếu như phân tâm tâm heo ý vượn sẽ gặp phải tàu hỏa nhập ma mà hắn lại đi theo một con đường hoàn toàn không giống với bình thường một bên thúc dục tâm pháp một bên rèn luyện võ đạo của mình do đấy tu vi và võ đạo đều đạt được những bước tiến bộ nhảy vọt tương đương với hai người đồng thời tu luyện Loại phương pháp này không phải là sáng tạo độc đáo của Diệp Húc. Từng có không ít người dùng phương thức này để mà tu luyện. Tuy là loại phương thức tu luyện này tốc độ cực nhanh, nhưng đồng thời cũng gặp nguy hiểm vô cùng. Hơi có chút vô ý là sẽ gặp phải tàu hỏa nhập ma. Dùng phương thức này tu luyện cần phải có định lực mạnh mẽ vô cùng. Trước hết rèn luyện tâm tình cứng rắn như sắt thép hoặc như bàn thạch, mặc cho trời sụp xuống cũng không một chút nhíu mày. Diệp Húc từ vô đạo tiên thiên biến thành phế vật Mano gặp được thay đổi bất ngờ tâm tình của hắn đã sớm được tu luyện trời sụp không sợ hãi bởi vậy mới dám dùng loại phương thức nguy hiểm này mà tu luyện kim cương phục ma công khó khăn lắm mới hoàn thành hai bàn tay của hắn từ màu đồng thau lột sắc trở thành màu vàng song trưởng giống như hai con kim lân đại xà trở mình quay cuồng phạm vi xung quanh hơn trượng đất đá đều bị nổ lên cuồn cuộn bị hai con chăn lớn đánh cho dập nát kim xà chiến ti thủ tu vi của hắn càng tăng phạm vi bao phủ của kim xà chiến ti thủ càng ngày càng lớn hơn, dần dần khuếch trương tới hơn một trượng sáu, một trượng bảy. Từ xa nhìn lại, song trưởng của hắn như chăn, bốc lên nhảy múa, kín đáo không một kẽ hở, một bộ dạng hung thần ác sát. Tu vi võ đạo kinh người như thế, đã có vẻ phần uy thế của vũ sĩ. Một bộ quyền thủ tuyệt học của Diệp Gia lưu chuyển trên tay của hắn, tô luyện càng ngày càng mạnh hơn. Thương minh chân khí của hắn đã dần dần ổn định tăng trưởng, càng ngày càng bước tới gần quan tạp của thương minh luyện thể quyết cửu trọng. Liên tục tu luyện 3 ngày không ngừng nghỉ mây tím trong đan điền của hắn rõ ràng đã tiếp cận ba nghìn đóa hoa chỉ cần đột phá tới cửu trọng hắn một bước bước vào tiên thiên và có tiền vốn để chống lại diệp ly rốt cuộc những đám mây tím trong đan điền của hắn đã được tới cực hạn đều không có nửa phần tăng trưởng chỉ có đột phá quan tạp này thương minh chân khí của hắn mới có thể đạt được bước nhảy vọt lớn muốn đột phá quan tạp này chỉ có hai biện pháp một là mượn võ đạo tiên thiên cao thủ quyết đấu lấy áp lực khiến cho mình đột phá tuy nhiên loại phương thức đột phá này có tính chất ngẫu nhiên, xác suất thành công rất thấp, thậm chí có thể bị đối phương đánh chết, cũng không chắc có thể thuận lợi mà tiến vào cửu trọng. Loại phương thức thứ hai chính là dùng thời gian rèn luyện chân khí, đem chân khí tu luyện tới tinh thuần vô cùng sắc bén mới đột phá được quan tạp này. Phương thức này xem nghị lực cùng tư chất của người, tư chất không đủ, nghị lực không bền, có khả năng cả đời bị nhốt bên ngoài quan tạp, không thể nào đột phá nổi quan tạp mà vào. Người tu đạo ở Liêu Châu thành nhiều đếm không xuể, nhưng trở thành tiên thiên ca thủ cũng không nhiều đúng là bởi vì nguyên nhân này tuy nhiên hai loại phương pháp này mà nói với diệp húc cũng không thích hợp loại phương pháp thứ nhất tương đối nguy hiểm hơn nữa còn phải cần vận khí ở trong đấy loại phương pháp thứ hai cực kỳ ổn thỏa nhưng tiêu hao quá dài hắn không có nhiều thời gian như vậy hắn chọn chính là dung hợp cả hai loại phương pháp này tạo cho mình áp lực thật lớn không ngừng tu luyện lấy thời gian ngắn mà đột phá cực hạn diệp húc ánh mắt quét khắp nơi một lượt đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời nhìn vào một khối đá lớn khối đá này nặng chừng ngàn cân bị uy lực của viêm dương liệt hoa kỳ làm cho cháy đen hắn xoay người ôm lấy một tảng đá lớn cơ bắp nổi lên chắc chắn như sắt thép vậy hắn hử lên một tiếng giơ tảng đá lên cao chân bước từng bước từng bước đi về phía trước cùng lúc đấy thương binh chân khí trong kinh mạch của hắn bắt đầu vận hành với tốc độ cao càng ngày càng nhanh hơn thân thể của hắn đặt tới tiên thiên nhưng thuần túy sử dụng lực lượng thân thể không thể khiêng lên tảng đá lớn như vậy chỉ có thể dùng chân khí phụ trợ thân thể tăng cường lực lượng chân khí của hắn tiêu hao với tốc độ kinh người thậm chí còn nhanh hơn khi quyết đấu với cường giả tiên thiên tuy nhiên dưới áp lực cường độ cao này tốc độ vận chuyển của thương minh luyện thể quyết chân khí sinh ra cũng nhanh hơn không ngừng bù đắp lại chân khí tiêu hao do đó càng trở nên tinh thuần càng thêm sắc bén đây là tu luyện dưới áp lực cường độ cao rèn luyện cao diệp phúc lưng đeo tảng lá lớn đi xuống chân núi lại từng bước một trèo lên đỉnh núi một lần rồi lại một lần làm đi làm lại như vậy chân kia của hắn hạ xuống mồ hôi ướt đẫm đế dày trên mặt đất lưu lại một dấu chân đẫm nước những tiếng ồ ồ vang lên trong tai của hắn mệt nhọc quá độ khiến cho hắn xuất hiện ảo giác ánh mắt sung huyết khiến cho tầm mắt của hắn có chút mơ hồ cơ thể của hắn vừa chua xót lại hơi trứng lên hơi nhúc nhích một chút cảm giác như bị xé rách ra vậy cực độ mà thống khổ diệp phúc cắn chặt răng cắt cao kiên trì liên tục thúc giục chân khí ngày thứ hai hắn cảm giác được tốc độ vận chuyển chân khí của mình lại nhanh hơn vài phần không cần hắn phải khống chế. Chân khí liền chủ động hướng tới quan tạp cửu trọng mà tấn công. Ngày thứ ba, tốc độ vận chuyển chân khí nhanh hơn nữa, lực lượng tấn công quan tạp càng ngày càng hùng mạnh hơn. Thậm chí lực lượng thân thể của hắn cũng có những tăng trưởng rõ rệt, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy cả tầng đá biến thành nhẹ hơn rất nhiều. Ngày thứ tư, thương minh chân khí giống như sóng to biển lớn tấn công lên quan tạp, sóng biển mênh mông làm cho quan tạp có dấu hiệu không thể chịu đựng nổi. Mà lúc này, Diệp Húc thậm chí cảm thấy tảng đá lớn đã biến nhẹ đi rất nhiều. Hắn cho căn sải dao nhảy lên trên tảng đá để tăng thêm sức nặng. Ngày thứ năm, hắn thay đổi một tảng đá lớn hơn một nửa tảng đá trước. Tới ngày thứ sáu, Diệp phúc bỏ tảng đá lớn xuống, đứng lặng lặng ở trên đỉnh núi Ô Đầu Lĩnh. Thương minh chân khí trong cơ thể hắn giống như hồng thủy, sóng lớn nổi lên, đánh thẳng tới quan tạp, tốc độ không giảm chút nào. Hắn tổng cộng dùng có 9 ngày, lưng đeo tảng đá lớn ở ô đầu lĩnh này đi lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đột phá, bước vào thương minh luyện thể quyết cửu trọng hắn đã nửa chân bước vào võ đạo tiên thiên thân thể sung mãn bùng nổ lực lượng bất cứ lúc nào cho dù là không dùng chân khí mỗi một quyền cũng có hơn ngàn cân lực lượng hắn hiện giờ giống như một con yêu thú tinh quái hình người vậy hắn thậm chí cảm thấy lúc này giao thủ với phương hòa căn bản không cần tích xúc khí thế dễ dàng có thể đánh chết một tiên thiên cao thủ này cần phải trở về kết thúc cân oán thôi diệp phúc xoay người lên lưng ngựa chạy như bay về phía liễu châu trên bãi cỏ diệp ra mã trường tô kiều kiều đã đình chỉ tu luyện từ từ phun ra một ngụm chọc khí nâng tay lau no mồ hôi ở trên mái tóc bởi vì tu luyện huyền minh chân khí khí chất của nàng thoát ra càng xuất trần tuy rằng mặc áo vải màu xanh thế nhưng lại có một chút khí tức của khói lửa nhân gian phiêu phiêu như tiên tử huyền minh chân khí là một loại tâm pháp thích hợp cho nữ nhân tu luyện trí nhu như mặt nước nhưng nguyên lực lại cực kỳ hùng mạnh cũng không kém nhiều so với thương minh luyện thể quyết hậu thổ bá thể thần công không biết mã trưởng chú có tìm được thiếu gia hay không đây nàng nhíu mày hai mắt lộ ra vẻ lo lắng mấy ngày nay nàng cần tu không ngừng nghỉ nhưng hết thảy tâm tư lại để trên người của diệp húc mấy ngày gần đây có tin đồn truyền tới Nếu là diệp húc đã chết tính mệnh mất bởi trong tay tên quái tô cửu kiều đúng là đang rất lo lắng nàng có một loại cảm giác gần như mù quáng tín nhiệm với diệp húc nàng tin tưởng một ngày nào đấy thiếu niên áo lam kia sẽ xuất hiện trước mặt của mình đem mình ôm vào trong lòng ngực nhưng thời gian ngày càng ngày qua đi, lo lắng của nàng cũng ngày một tăng lên. Nàng đã vài lần từ trong ác mộng mà tỉnh giấc, thậm chí có suy nghĩ muốn một mình đi vào Bách Man Sơn. Nhưng nàng biết rõ nếu mình đi tới Bách Man Sơn chỉ càng thêm loạn. Vì giải quyết lo lắng, nàng chỉ có thể không ngừng tu luyện, tu luyện rồi lại tu luyện. Nàng sợ mình hơi chút dừng lại sẽ lại không tự chủ được mà suy nghĩ những chuyện kinh khủng. Nàng điên cuồng tu luyện sức mạnh, thậm chí một ít mã nô cũng ngàn họng nhìn chân chối, mặc cảm. Tô Kiều Kiều thở dài một tiếng sâu kín, đang muốn tế tiếp tục tu luyện đột nhiên sau lưng chuyển tới tiếng vó ngựa nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp phúc một thân quần áo lam ngồi trên lưng ngựa gầy rơi xương chậm rãi đi tới nàng không khỏi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ diệp phúc kìm cương can xài dao xoay người xuống ngựa đánh giá tô kiều kiều trên dưới trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tô kiều kiều không ngờ đã tu luyện huyền minh chân khí tới cảnh giới tam trọng rồi khí chất như phong nhược thủy xuất trần thoát tục đây là do nàng khống chế huyền âm chân khí còn chưa hoàn mỹ không thể khống chế được khí thế của mình khiến Huyền Minh chân khí không tự giác được mà phát ra ngoài ngược lại làm cho nàng thêm một chút vẻ kiều mỹ đáng yêu khiến cho người ta phải say mê Huyền Minh chân khí tam trọng cũng không phải là cảnh giới cao thâm gì cả trong diệp gia gia cũng không được sắp xếp vào thứ tự nhưng chân chính là chân diệp phúc tinh ngạc chính là nàng tu luyện mới chỉ nửa tháng mà thôi nửa tháng có thể tu luyện Huyền Minh chân khí tới tam trọng cảnh giới thậm chí ngay cả diệp phúc được mọi người công nhận là võ học kỳ tài cũng không thể tin nổi năm đó khi diệp húc tu luyện thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng dùng mất hơn một năm hai năm mới có thể tu luyện tới tứ trọng mà tốc độ hiện giờ của tô kiều kiều không ngờ lại gấp 10 lần hắn diệp húc từ trước tới nay luôn lấy tốc độ tu luyện nhanh chóng mà làm người khác khiếp sợ nhưng hiện giờ hắn lại chấn kinh vì người khác diệp tư đạo từng nói qua với hắn tư chất của hắn là vạn người mới tìm được một là thiên tài vạn dặm mới có một tốc độ tu luyện vượt quá xa thường nhân ở lưu châu này cũng chỉ có phương chấn và Chu Thế Văn là có thể sánh ngang với hắn Thậm chí còn có muốn kém hơn một chút Toàn thiên hạ Chỉ có người có thể chất đặc thù Tư chất đặc thù mới có thể ở trên hắn Nhưng mà những người này Không người nào không phải là tuyệt thế kỳ tài Hiện giờ tốc độ tu luyện của Tô Kiều Kiều Lại gấp chục lần hắn Chẳng phải nói tư chất của Tô Kiều Kiều Hơn hắn gấp cả chục lần Trong chục vạn người mới có một Thậm chí có thể là tuyệt thế kỳ tài Có thể chất đặc thù hay sao Diệp Húc bị kết luận này làm cho hoảng sợ Hắn là thiên tài ngút trời, nhưng trong phạm chủ thiên tài, chỉ mới là vạn người mới có một mà thôi. Nhưng thiên hạ to lớn như vậy, trong hàng tỷ tỷ chúng sinh, thiên tài vạn người có một thật sự không tính là cái gì cả. Nhưng nếu có thực thể chất đặc thù mới là khác biệt. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể nói tuyệt thế kỳ tài đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ hắn lại gặp được một. Nếu Tô Kiều Kiều từ nhỏ đã cần tu võ đạo, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm trở thành võ đạo tiên thiên, thậm chí còn thành tiệu vô sĩ. Tu vi đạt tới mức sâu không thể lường được. Tô Kiều Kiều mặc dù có thể chất đặc thù, tuy nhiên, so với tốc độ tu luyện của hắn hiện giờ vẫn còn không bằng. Hiện giờ hắn tu luyện nửa tháng đã lần nữa bước vào cảnh giới nửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ là Kiều Kiều có thể chất đặc thù, bởi vậy mới tu luyện nhanh được tới như vậy hay sao? Diệp Phúc chỉ cảm thấy khó mà tin được, ngoắc tay nói: "Kiều Kiều, tới bên này." Cô gái nghe nói như thế, giống như được cổ vũ lớn lao, vứt cả niềm kiêu ngạo của thiếu nữ sang một bên nàng chạy tới bổ nhào vào trong lòng của hắn ôm chặt lấy hắn nói như thế nào cũng không buông tay thiếu gia nô tỳ sợ sợ nghe người khác nói diệp phúc vốn là muốn tính toán kiểm tra thể chất của nàng một chút xem có phải là thể chất đặc thù thật hay không không ngờ được nàng không tùy hiểm thân phận thiếu nữ nhảy vào lòng của hắn khiến cho tâm của hắn dịu lại không còn lo nghĩ gì nữa cô gái trong lòng không ngừng run rẩy một nửa kích động một nửa sợ hãi sợ hắn lại rời đi Cô gái nhẹ giọng nói nhỏ, nói hết cho hắn nghe những từng niệm mấy ngày nay của mình. Diệp Húc chỉ cảm thấy tâm tình dường như bị cái gì đấy vây lấy sung mãn vô cùng. Đời người khó nhất là tìm được một chi ký, còn cầu gì nữa đấy? Trong lòng hắn đột nhiên thoát ra một ý tưởng, không thể dừng lại được, muốn cho nàng một lời hứa cả đời. Hắn năm nay 14 tuổi, trong các bộ lạc dòng dõi kiểu lê, 12 tuổi là trưởng thành rồi, có thể cưới vợ sinh con. Diệp gia thậm chí có không ít đệ tử tông thất đã thành thân có người thậm chí mới có 14, 15 tuổi Đã có con biết chạy rồi Diệp thiếu báo Người còn sống sao Phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm vừa sợ vừa giận Đánh gãy mất phút giây ấm áp của hai người Diệp Phúc tức giận trong lòng Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Diệp Ly và mười mấy nô bộc đang đứng ở ngoài mấy trượng Đang nhìn thẳng vào mặt của hắn Một khuôn mặt như đang nhìn thấy quỷ vậy Lễ săn thú đã kết thúc được gần 9 ngày Gần như tất cả mọi người cho rằng Diệp Phúc đã chết Huống chi là Diệp Ly người đã tự tay đánh lui ba người Diệp Húc, Phương Trấn cùng với Chu Thế Văn. Tuy rằng sau này chuyển tới tin tức, Chu Thế Văn cùng Phương Trấn đã chạy thoát, nhưng Diệp Ly trong lòng nhận thức hai người bọn họ khẳng định sẽ để cho Diệp Húc làm người lót đáy, cho nên mới có thể chạy trốn ra khỏi tay của hai tinh quái. Khiến hắn không thể ngờ vạn lần chính là Diệp Húc một lần nữa lại đứng trước mặt của hắn, không những không chết, ngược lại trên người ngay cả một vết thương cũng không có. Diệp Húc ánh mắt đảo qua người Diệp Ly, dừng lại ở trên người một phụ nhân còn trẻ tuổi phụ nhân kia tuổi gần 30, khuôn mặt nhu Mỹ xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ hung ác, bộ dạng của nàng gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thập thất thấm, phương phu nhân sao? Diệp Húc nào nào, phụ nhân này chính là mẫu thân của Diệp Kiên, phu nhân của thập thất thúc Diệp Tư Manh. Nàng nguyên là nữ nhi xuất thân từ phương gia, Diệp Phương hai nhà đám hỏi, gà nàng cho Diệp Tư Manh sinh ra Diệp Kiên. Phụ nhân này tranh chua đánh đá, ỷ vào thân phận phương gia của mình, đánh chết không ít nô tài. Trong Diệp Phủ rất nhiều người ghét nàng. Diệp Lê tính tình cẩn thận, tuy rằng tính toán cưỡng ép bắt Tô Kiều Kiều đi, nhưng lại lo lắng Mã Tam Bảo ngăn cản, bởi vậy mới chủ động tìm Phương phu nhân cùng nhau tới Mã Trường. Phương phu nhân dù sao cũng là Diệp gia thiếu nãi nãy, có tấm bùa hộ mệnh là nàng, Mã Tam Bảo cũng không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mang Tô Tử Kiều đi. Đúng là thật, tiểu tập chủng ngươi không ngờ vẫn còn sống sao? Phương phu nhân khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào mặt Diệp Húc, một bộ dạng cao ngạo vô cùng, nàng lạnh lùng nói: "Lên, tất cả đều lên cho ta, đánh chết tên tiểu tạp chủng này báo thủ cho kiên nhi của ta mười mấy gian nô lập tức như lang như hổ lao lên đánh tới diệp húc diệp húc chỉ hư lại một tiếng để tô cực kiều ra sau lưng những gian nô này võ nghệ thấp kém hắn còn không để vào trong mắt chân chính khiến cho hắn kiên kỵ chỉ có một mình diệp ly mà thôi diệp ly ta đang muốn tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại đưa tới trước cửa hôm nay ta cho ngươi có đi mà không có về diệp ly bộ mặt âm trầm đứng bên cạnh phong phu nhân cười hăng hắc nói Phu nhân, tiểu tập trung này võ nghệ không thấp đâu, chỉ sợ những giao nô này còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng bắt tiện nhân bên cạnh hắn thì hơn. Sao? Hắn còn dám trả đòn sao? Phương phu nhân nghiến răng nghiến lợi, phấn nộ quát lên. Bắt tiện nhân bên người hắn lại cho ta, bán vào trong kỹ viện, mỗi ngày cho nàng ta tiếp 100 người. Lão nương muốn nàng ta hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Mười mấy giao nô lao lên, còn chưa kịp đồng thủ với Diệp Húc thì nghe thấy mười thanh âm ầm ầm truyền ra, những Zano lập tức bị hất văng lên không trung, rơi xuống mặt đất rầm rầm, không còn chút nhúc nhích nào cả. Không ngờ, toàn bộ đều bị Diệp Húc nặng tay đánh chết trong nháy mắt. Diệp Húc sắc mặt trở nên băng hàn, chậm rãi đi tới Phương phu nhân. Phương phu nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi dùng mình một cái, sức lực không cánh mà bay, thanh âm gai gắt nói: "Tiểu, tiểu tập chúng, dám giết người của ta sao?" Diệp Húc khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Vì sao không dám chứ? Thập tam thấm, Diệp Kiên muốn giết ta, ta giết hắn là đương nhiên, con trai ngươi chết đi tìm ta trả thù Cũng không có gì là đáng trách cả Nhưng nếu dám đối phó với Kiều Kiều Đừng nói là giết phải tên nô tài Cho dù giết ngươi ta cũng không nhíu mày một cái đâu Phương phu nhân không ngờ Muốn bán tô Kiều Kiều vào ký viện Việc ác độc này làm xúc động tới điểm mấu chốt của hắn Từ lúc Diệp Húc lưu lạc thành nô Nhận hết khuất nhục Hắn liền ý thức được Lòng mang nhân tử bung tha đối thủ Chỉ là hại chính mình Đại khai sắp giới Chảm thảo trừ căn mới là chuẩn nhất Tô Kiều Kiều tuy rằng tiến bộ cực nhanh nhưng không phải đối thủ của đám giao nô này. Nếu hắn nhất thể nâng tay bung tha cho đám giao nô đấy, nó không chừng đám giao nô này thừa dịp hắn cùng Diệp Ly đại chiến bắt giữ Tô Kiều Kiều để uy hiếp hắn. Hắn cũng không muốn vì nhân tử nhất thời mà sau hối hận cả một đời. Tiểu tạp chúng, người dám giết ta sao? Đến đi, giết ta đi! Phương Phu nhân trong lòng tức giận hét lớn mà nói. Diệp Húc khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết của mình tiếp tục đi tới phía nàng. Sắt khí không chút che giấu trong mắt Phương phu nhân đã lập gia đình nhiều năm Nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhân của vu hoang thế gia phương gia Khẳng định mang võ nghệ trong người Vì không biết được tu vi của nàng như thế nào Cho nên Diệp Húc không dám có chút buông lỏng Nếu quyết định động thủ Thì phải giết sạch Bất luận lưu lại cái gì cũng đều là tai họa ngầm Bất kể là nàng là nữ nhân của phương gia Hay là phu nhân của Diệp Phủ Dám đánh chú ý với Kiều Kiều Vậy tất cả đều phải chết đi Phương phu nhân nhìn thấy Diệp Húc đi tới gần trong mắt của hắn lộ ra vẻ khủng bố và kích động trong lòng của nàng không khỏi âm thầm hối hận nàng nghe diệp ly nói diệp phúc ở mã trường còn lưu lại một thị nữ nữa thị nữ này chính là tâm can bảo bối của diệp phúc khi hắn còn sống nàng lập tức cùng hùng hồ hồ mang theo mấy gia nô đi tới tính toán muốn hung hăng giao huấn tô kiều kiều một phen đem nàng bán vào kỹ viện giải mối hận ở trong lòng của nàng chuyện này nàng cũng không nói cho trưởng phu diệp tư manh biết khiến nàng không ngờ chính là diệp phúc không ngờ còn sống không ngờ còn mạnh mẽ bá đạo như vậy hắn chẳng những giết mười mấy zano thậm chí ngay cả nàng cũng đều muốn giết thật đáng giận nam nhân nhà ta không có ở trong này nếu có hắn một đầu ngón tay đều có thể giết chết từ tử này rồi diệp tư mãnh tư chất cũng coi như xuất chúng 29 tuổi bước vào võ đạo thiên thiên thăng tiến tới vu sĩ chỉ có 2 năm thời gian thực lực của hắn trong đám vu sĩ diệp gia cũng không tính là cao minh nhưng ở trong lòng của phương phu nhân chỉ cần diệp tư mãnh ra tay diệp phúc liền chỉ có một con đường chết Diệp Ly đột nhiên chắn trước mặt của nàng, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt sắt khí chớp động. Thật ra, người đã phát điên rồi, giết những gia nô này thì thôi, không ngờ cả Phương Phu Nhân cũng muốn giết sao. Phương Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, dũng khí lại cứng tráng lên, lạnh lùng mà nói. Diệp Ly, nói nhiều như vậy làm gì, lập tức giết hắn cho ta. Có Phương Phu Nhân làm chỗ dựa, Diệp Ly lập tức không còn cố kỵ, một đạo tiên thiên cương khí dài hơn một trượng, chậm rãi hình thành trước người của hắn. Cương khí như đao, trắng, dày đặc, chó lọi giống như chân cương làm được bằng sắt vậy. Diệp Ly liên tiếp giết Diệp Húc, không có kết quả, biết võ học bình thường đối với hắn là vô dụng, muốn giết thiên tài hơn người này chỉ có vận dụng đao cương. Đao cương là cương khí của tiên thiên cao thủ, đặt tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, thả ra mà ngưng tụ thành. Thậm chí so với bảo kiếm của thế tục còn cứng rắn hơn, sắc bén hơn rất nhiều. Ngưng khí thành đao, không có gì không phá được, vô kiên bất đổi, đã có vài phần hình thức ban đầu của vô pháp Thật ra Lão nô là phụng mệnh của phong phu nhân giết ngươi Người chết thì đừng có trách ta Diệp Ly nhai răng cười ác độc Xoẹt Đao Cương giết gào chém xuống Diệp Húc Cây cỏ dưới mặt đất trong nghe mắt Bị ép tới dính sát vào mặt đất Lập tức giết lên rồi bị đập nát toàn bộ Đao cương chưa hạ xuống Kình phong đã làm cho mặt đất bị xé sách một vết dài Chừng hai trượng sâu vài mét trên mặt đất Diệp Phúc nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt tập trung về phía Diệp Ly. Tay hắn mở túi, lấy ra xích sắt, cuốn lên trên tay hai sợi xích sắt dài mấy trượng cuốn chặt lấy hai nắm tay của hắn khiến nắm tay của hắn lập tức thô to mấy lần giống như đại thiết cầu màu đen hắn đột nhiên vận chuyển thương minh luyện thể quyết khí thế điên cuồng hướng về phía trước thành quả khổ luyện mấy ngày nay lập tức được bày ra khí huyết toàn thân của hắn trong nháy mắt đã được đổ đầy thương minh chân khí biến chứng lên dường như trong làn da của hắn ẩn giấu rất nhiều con cóc nhỏ không ngừng nhảy lên rồi lại rơi xuống đám người diệp ly và tô kiều kiều thậm chí nghe thấy được trong khiếu huyệt của hắn chuyển tới thanh âm ong ong rung động giống như tiếng trái tim đập vậy trong cơ thể của hắn lúc này tất cả các cơ nhục đã tràn đầy thương minh chân khí cơ nhục hắn rung lên những sợi gân và mạch máu tràn ra ngoài cơ thể giống như những con run di chuyển lần lượt thay đổi chập trùng diệp phúc tướng mạo có chút văn nhược thanh tú ngày thường to nhã không giống với một vũ phu mà giống như một thi nhân đọc đủ mọi thi văn vậy nhưng lúc này hắn vận chuyển toàn lực thương minh luyện thể quyết không ngờ lại trở nên có lực quả thực giống như một thổ phỉ vài phần giống Chu Thế Văn. Hai người bọn hắn còn chưa giao thủ, nhưng khí thế đã kinh động toàn bộ mã trường. Hơn 10 con tuấn mã bị sát khí kinh động, dãy ra dây cương chạy khắp nơi như điên. Đám anô hô to gọi nhỏ đuổi theo ngựa, có người trong tay cầm cương xoa kết thành đàn, cấp tốc chạy tới, bao quanh đám người dập húc lại. Chính là vài quản sự mã trường dẫn người tới xem xét. Nơi này là Diệp gia mã trường, người nào dám gây chuyện ở nơi này, chán sống rồi hay sao? Lão Ngô, mau im miệng lão già kia là ngoại môn tổng quản diệp ly còn vị phu nhân kia chính là nội phủ phương phu nhân cho dù là mã trưởng chủ có ở đây cũng phải cung kính người hô to gọi nhỏ như vậy mới là chán sống kìa tiên thiên đao cương không ngờ là tiên thiên đao cương diệp ly tổng quản thực lực thật sự là mạnh mẽ mà ngoại trừ vô sĩ chỉ sợ hắn chính là cường giả võ đạo tiên thiên thứ nhất của diệp phủ ta rồi ồ kia không phải diệp phúc diệp thứ bảo hay sao hắn không phải đã chết rồi hay sao nghe nói lần này trường chủ rời khỏi mã trường chính là vì đi tìm hắn thì phải khí thế của hắn sao lại mạnh mẽ tới như vậy chẳng lẽ đã bước vào tiên thiên một lần nữa rồi hay sao trong mã trưởng chúng ta chỉ sợ chỉ có trang chủ mới có thể khống chế được hắn ta thôi tuy nhiên giao thủ với tổng quản diệp ly hiển nhiên hắn còn xa mới là đối thủ khí huyết thật mạnh ngắn ngủi chín ngày không gặp không ngờ thân thể tiên thiên của tiểu tạp chủng này không ngờ đã tăng lên một tầng rồi diệp ly vừa sợ vừa giận tiếp cận nhanh tới diệp húc đao cương chém xuống ý muốn ngăn chặn khí thế của hắn diệp húc đình chỉ lùi về phía sau huy quyền nghênh đón thẳng tướng đao cương đao cương và hàn xích không hăng đụng vào nhau tuôn ra những ánh sáng lửa liên tiếp bỗng ra một tiếng một tiếng vang lên cương khí tán loạn bắn ra bốn phía lập tức làm cho quần của hắn bị đâm phá trở nên tan nát cương khí giống như châm thậm chí ngay cả thân thể tiên thiên của hắn cũng không chịu nổi bị đâm ra một đám vết thương lỗ nhỏ như kim châm tuy nhiên đao cương này đã bị hắn vững vàng tiếp được rồi thân hình cũng không chút lay động khí lực của diệp húc hùng mạnh đủ để có thể chịu đựng được lực lượng thật lớn của đao cương áp chế xuống diệp húc ánh mắt sáng lên quả nhiên không ngoài sở liệu đao cương căn bản không chấm đứt được hàn thiết kia tiên thiên đao cương không gì không phá được không gì kiên cố mà không phá nổi chỉ là nói với những vật thế tục mà thôi hàn thiết là tài liệu rèn chế vũ bảo đừng nói là đao cương cho dù là vu sĩ cũng không thể dễ dàng chặt đứt được tuy nhiên đám nô vây quanh bọn họ lại không có vật khí tốt đến như vậy đao cương vỡ vụn cương khí bay tán loạn ra khắp mọi nơi sáu bảy nô không kịp rơi lên một tiếng đã ngã xuống đất trên người máu tươi phun ra những nô khác hoảng sợ vội vàng lùi về phía sau trong mắt mấy quản sự mã trường tràn đầy sự kinh ngạc kinh dị vô cùng mà nhìn vào xích sắt trên tay của diệp húc hai sợi xích sắt này là cái gì vậy không ngờ có thể tiếp được tiên thiên đao cương sao diệp ly trong lòng càng kinh ngạc tiên thiên đao cương ngay cả chính hắn cũng không dám đón đỡ không ngờ lại bị diệp húc dễ dàng tiếp được như vậy tiểu tử này bảo vật trong tay cũng thật nhiều Tuy nhiên hắn chết thì mấy thứ này hết thảy sẽ đều là của ta. Diệp Phúc một quyền đánh nát đau cương, hai chân hơi cong lại, đột nhiên bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Mặt đất đột nhiên bị lõm xuống, chân khí của hắn bị ép xuống tạo thành một cái hố tròn to. Hắn không lùi mà tiến tới, phóng thẳng tới Diệp Ly. Bước chân của hắn vô cùng nặng nề, nện bước hạ xuống, mặt đất liền bị chân khí bùng nổ ra một cái hố lớn, mặt cỏ kịch liệt run rẩy, dường như hắn không phải là nhân loại mà là một đầu cự tượng voi lớn vô cùng nặng nề vậy. Nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Diệp Ly. Nắm tay của hắn lớn như cái chùy, hung hăng nện xuống đầu Diệp Ly. Thậm chí, ngay cả Tô Kiều Kiều và Phương phu nhân cách đấy mấy trượng cũng bị kịch liệt chấn động mà chân không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mã nô khác cũng không vững bước chân, đều ngã sắp xuống, chỉ có vài quản sự mã trường mới có thể ổn định được thân hình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng những quản sự mã trường này sở dĩ phụ trách quản lý mã trường là bởi vì bọn họ có thực lực khủng mạnh tu vi tiếp cận võ đạo tiên thiên mới được mã tham bảo ủy thác trọng trách tuy nhiên trong lúc này diệp phúc phát ra khí thế bộc phát lại làm cho bọn họ cảm thấy được một sự khủng bố nếu như diệp phúc giao phong chính diện với bọn họ chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu diệp phúc vài bước này xung phong giống như một chiếc xe năm ngựa lao tới bọn họ nếu chính diện phát chạm chỉ sợ căn bản không chịu nổi trực tiếp bị vỡ thành thịt vụn mà mới nửa tháng trước, Diệp Phúc lúc mới đi vào mã trường, hắn vẫn là một tên ma ốm, đi đứng cũng không vững, rất khó khăn, mà hôm nay trở thành một cường giả có thể miểu sát bọn họ bất cứ lúc nào. Loại biến hóa này thật là kinh người. Ra một tiếng, một quyền này của Diệp Phúc đem không khí xung quanh hơn một trượng tháo hết, hình thành một mảnh chân lực chân không. Quyền pháp sử dụng không ngờ chính là tuyệt học thành danh của Diệp Ly, Càn Khôn Thủ. Hắn đã bị xích sắt bao lấy nắm tay, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng tới Diệp Ly hung hăng đập xuống. Một quyền hạ xuống, không khí không ngờ phát ra tính bạo vang như trống dường như hắn không phải là đập đầu người khác vậy mà là đập vào một cái trống da trâu thật là lớn diệp ly trong lòng vừa sợ vừa giận trước đây hắn từng giao thủ với diệp húc lần nào cũng là diệp húc bị hắn đuổi giết vội vàng chạy tháo thân lúc ấy diệp húc căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong cái gọi là giao thủ chỉ là làm tản đi lực lượng của hắn không tới mức bị hắn đánh chết mà thôi mà lúc này diệp húc lại dám đánh tới trước mặt của hắn muốn chính diện giao phong với hắn lấy cứng trời cứng đây chính là một loại miệt thị chính mình Không chỉ như thế Không ngờ hắn còn sử dụng tuyệt kỹ thành danh của mình Là càn quân thủ Quả là không để cho hắn và trong mắt miệt thị tới cực điểm Nhưng khiến cho hắn cảm thấy càng thêm khuất nhục chính là Đối mặt với nắm tay thật lớn của Diệp phúc đang bay tới Hắn cảm giác được một cố khí thức tử vong Hắn dám khẳng định nếu bị nắm tay này đập trúng đầu Cho dù mình tu thành võ đạo cảnh giới cao nhất Tiên thiên bá thể Khí lực vô cùng dũng mãnh Chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được Mà một quyền bị đập vỡ đầu cho dù trong lòng hắn vô cùng tức giận, thế nhưng càng thêm khuất nhục hơn nữa chính là hắn không dám dùng càn khôn thủ để cứng rắn chống lại càn khôn thủ của Diệp Húc. Diệp Húc đã đem lại võ học càn khôn thủ này phát huy tới cực hạn, uy lực cũng phát huy tới cực hạn. Cho dù là từ tay hắn đánh ra, cũng không thể ngăn cản được chiêu này. Hắn không thể không thừa nhận, cảm giác này khiến cho hắn vô cùng khuất nhục. Bão dân quyền. Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo